Tôi cùng với Thiên Kiế, đường tôi sẽ tổ tăng tiền và có yêu hẳn. Xin chào, tôi là Quỳnh Trương Bí Lư. Cuộc cơ hội chia sẻ tại tại Cộng quốc gia Tam Phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Yi Chơn Vũ. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ với các bạn về Hàn Quốc, đặc biệt là tiếng Hàn Quốc. Và đi bộ phía sau, các bạn hãy quan tâm đến những lưu lượng của tiếng Hàn Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc đã giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Với quan hệ giữa hai nước trong và với năm qua, phát triển rất mạnh mẽ và hiệu quả kinh tế đã tăng trưởng 161 lần. Khi tôi về Hàn Quốc thì các bạn đi tới câu chuyện K-pop, K-drama, K-food, K-beauty để có những thức phái này có thể tự tôn tâm trong một từ và hài lòng. Thứ nhất là BTS. Tôi cũng là thành viên của ARMY fan club BTS. Tôi có chuẩn bị chiếc tôi biểu diễn K-pop với các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.